Vào ngày 10 tháng 10, đám cưới Diệu Nhi, Anh Tú chính thức diễn ra tại thành phố biển Phan Thiết, Bình Thuận. Trước hôn lễ của cặp đôi một ngày, dàn sao đình đám Nhi Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, BB Trần đã có mặt tại nơi tổ chức hôn lễ. Trong một clip được một người bạn của Anh Tú, Diệu Nhi chia sẻ, cả hai đã tổ chức một bữa tiệc ấm cúng trước đám cưới với sự góp mặt của các khách mời. Anh Tú, Diệu Nhi gửi lời cảm ơn vì sự góp mặt của họ hàng hai bên cũng như những người bạn, đồng nghiệp thân thiết. Chia sẻ về bữa tiệc trước đám cưới, Diệu Nhi cho biết, đây là bữa tiệc ăn uống thân mật chứ không có chương trình gì đặc biệt, nữ diễn viên phát biểu, chương trình của tụi con hôm nay cũng không có MC, chỉ có hai tụi con đứng ra nói chuyện với mọi người thôi cho thân mật. Đáng chú ý, ngay sau câu nói này, cô nàng cũng nhanh chóng tìm kiếm Trấn Thành để bắt cóc nam danh hài lên làm MC và lên ý tưởng cho bữa tiệc của mình. Cô nàng còn dặn Anh Tú tí nói chuyện với Trấn Thành và nhắn nhủ đàn anh nhớ ăn no rồi lên ý tưởng dùng mình. Trước lời nhắn nhủ của Diệu Nhi, dạ tại vì chương trình của tụi em hôm nay không có kịch bản, có gì anh ăn no rồi anh lên ý tưởng dùng em nha, Trấn Thành đã hài hước đáp lại. Đây là một phần trong kịch bản đó, khiến ai nấy đều bật cười. Dạ, chương trình ngày hôm nay thì mọi người ăn uống thân mật thôi chứ cũng không có chương trình gì đặc biệt hết. Thì Tú ơi, anh xuống anh nói chuyện với anh xin chút nha. Dạ, thì chương trình hôm nay của tụi con là cũng không có MC, chỉ có hai tụi con đứng ra nói chuyện với lại mọi người thôi cho nó thân mật. Dạ, anh xin ngồi đâu? Dạ, tí nữa anh xin ăn no thì có gì... Tại vì chương trình ngày hôm nay của em không có kịch bản. Xong rồi anh ăn no, xong rồi có gì anh lên ý tưởng giùm em nha. Đây là một phần trong kịch bản đó.